Thưa sư, con xin được hỏi bốn điều Đức Phật không làm được có trong hệ thống kinh tạng nguyên thủy không? Bốn điều Đức Phật tự nhận Ngài không làm được đó là: nhân quả không thể thay đổi, tự gieo nhân thì tự gặt quả, người khác không thể nhận thay, trí tuệ không thể cho được, bất kể ai muốn có trí tuệ phải tự mình tu học, diệu pháp không thể diễn tả được, bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi. Không duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những điều ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn nhưng cây không rễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở khó độ người vô duyên. Thưa sư, Đức Phật có nói điều này không hay do người đời sau tự chế ra? Nếu không do Phật thuyết thì bốn điều ấy có đúng theo tinh thần của Phật giáo nguyên thủy không? Con xin cảm ơn sư và sư Tuệ Tường. Về câu hỏi này xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thật sự cái bốn câu hỏi này nè, sư nhớ như là hồi năm trước, đúng là năm trước. Thì có một cái vị cũng nhờ sư tìm, một vị sư, nhờ một vị trưởng lão cũng nhờ sư tìm bốn cái vấn đề nè, cũng hỏi như tương tự quý vị đó. Có nghĩa là trong tam tạng, kinh điển Bali hay là kinh Nikaya đó ha, hay là trong chú giải chính thống đó, thì Đức Phật Ngài có nói bốn điều này không? Thì nào nói thú thật quý vị nha, vì với khả năng tìm kiếm của sư cho đến với khả năng tìm kiếm của sư và khả năng mà học hỏi của sư tính cho đến thời điểm này luôn, đúng không? Đến điểm này luôn thì là sư chưa có thấy, chưa có thấy được bốn cái điều này, bốn điều này ở trong chánh tạng, tâm tạng, điện Bali hoặc là cái chú giải chính thống. Đó là khả năng của sư thôi nha. Đó rồi. Cái đó là quý vị, tại quý vị muốn hỏi là có hay không, đó có trong cái điển không đó. Rồi quý vị lại hỏi tiếp là Phật thuyết bốn điều này vậy, nếu mà nói bốn điều này nè, cái bốn này là gì, có đúng tinh thần của chánh nguyên thủy không, có đúng tinh thần không ha? Đúng tinh thần không có gì, phải phân tích thôi quý vị. Phân tích đầu tiên là nói là nhân quả không thể thay đổi được, tự gieo ngăn gặt quả, người khác không thể nhận thay. Nhân quả không thể thay đổi, nếu mà nói không, nhân quả mà không thể thay đổi được thì vậy vị là giống như là nói cái này rơi vào định nghiệp quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quý vị nào có học Abhidhamma, học Di Pháp hay biết đó, có nghĩa là khi một cái quả nó trổ, quý vị nhấn mạnh nha, khi một cái quả nó trổ thì đúng là mình không thể thay đổi được. Là xin ví dụ trường hợp nào, giống như là cái quả mà dòng họ Thích Ca bị diệt chủng đó, thì đúng là ngay cả Đức Phật Toàn Giác Ngài cũng không thể thay đổi được, đó là cái quả, đúng không? Hay là Đức Phật Ngài vẫn phải chịu những chứng bệnh giống như đau lưng rồi kiết lỵ này nọ, đúng không? Nhưng ở đây là sao, đúng là một khi một cái quả nó trổ nha thì không thể thay đổi được, nhưng mà là nếu mà chúng ta ở đây là tôi đang phân tích về cái quả bất thiện để cho quý vị, khía cạnh quả bất thiện cho quý vị dễ hiểu, là nếu mà chúng ta chăm làm các thiện nghiệp á, chăm làm các thiện nghiệp bộ thiện nghiệp ra, thì những cái quả bất thiện đó, nó cái tình tiết nó chỗ nó sẽ giảm đi thưa quý vị. Giảm đi là sao, là xin ví dụ cho quý vị là trong trường hợp mà gọi là vô hiệu nghiệp rất là nhiều á, là ví dụ bây giờ quý vị mà chăm làm thiện đi, thực hành giới định tuệ đi, không? Thì có nhân có duyên quý vị sanh làm, nói thẳng là gì vậy, là quý vị đi là đạt thần thánh đầu tiên đi cho dễ hiểu đi, thì có phải quý vị đã khép lại bốn cái đường ác đạo? Thì cái này bây giờ mình nói là sao, mình nói là không lẽ nếu nói nhân quả không thay đổi, ủa gì tại sao mà vị thánh dự luôn là khép lại bốn đường ác đạo? Rồi xin ví dụ một trường hợp dễ hiểu hơn ha, là thí dụ bây giờ mình tái sanh làm chư thiên, thì những thời điểm mà những cái quả thì bị những cái quả bất thiện nó chỗ khiến cho mình giống như bị đụng xe nè, bị té sông nè, đúng không?
rồi bị tai nạn xe nè, nó bị người ta đâm chém nè, thì nếu bị là chư thiên thì ngay điểm nó cái quả nó chỗ trực tiếp đó, cái quả bất thiện đó, trong quá khứ bị làm nhân bất thiện đó, thì nó chỗ che thiện đó thì trở thành vô hiệu nghiệp đó. Cho nên chung quy là cái vấn đề mà gọi là mình gọi là nhân quả không thể thay đổi, là đây là một cái định nghiệp, thưa quý vị, nó không phù hợp với tinh thần tâm tạng kinh điển, không chỉ khi nào mà nó là cái quả đạt cái quả mà nó chỗ đúng là không thay đổi được. Còn khi mình làm nhân thiện thì cái quả đó là mình làm cái tình tiết cái quả đó nó giảm đi, thưa quý vị, nó giảm đi được, không? Và nếu mình đắc A La Hán thì rõ ràng là cái vấn đề nhân quả là ấy, thưa quý vị, trở thành nghe từ khi đắc A La Hán đó, thì những bắt đầu từ đó đi trở thành là vô tất cả vô hiệu nghiệp rồi. Đó, cho nên là nói về nhân quả không thể thay đổi được thì ở đây là dễ rơi một vào cái trường hợp gọi điểm nghiệp, không? Cho nên là nó nếu mà đối chiếu với tâm tinh thần là Phật dạy tập tại cái điển Bali thì nó không phù hợp với việc. Và thứ hai là trí tuệ là không thể cho được. À, cái điển này sẽ gọi là có vẻ nha, có vẻ là tạm gọi là đúng. Nhưng mà trí tuệ đây là sao? Chứ là mình phải hiểu lời Phật dạy là phải lời Phật dạy là nếu mà thực hành theo ngài thì vẫn thưa vị vẫn nghe là thực hành theo lời thì dạy ngài thì đạt được an lạc như ngài. Nhưng mà đi gọi lỗi lên ngưỡng miễn cưỡng thôi, miễn cưỡng câu này. Và thứ ba là diệu pháp không thể diễn tả được. Đó. Có cái câu này nghe chắc có lẽ là hỏi thằng nghĩa bóng thì vậy. Nhưng mà nói về pháp, pháp là có gì quý vị? Pháp học, pháp hành. Còn nói mà diệu pháp không thể diễn tả được là diễn tả là sao? Đó. Chắc có lẽ nói đây là diệu pháp là cái nghĩa là cái gì chứng nghiệm đó. Cho nên là cái câu vấn đề câu thứ ba này cũng cũng có vấn đề luôn. Nếu mà đối chiếu tập tại kinh điển Bali. Vấn đề thứ tư là không có duyên thì không thể độ. À, cái này thì đúng, câu cái gọi không có duyên thì không thể độ này đúng, thì giáo giáo lý Đức Phật nói về duyên, thưa vị, thật sự là đều do duyên, đúng không? Do duyên có đủ duyên thì sanh, đúng không? Đủ duyên cũng là duyên đó, thì suy nghĩ tới phân tích tới đây thì quý vị cũng tự cho mình cái câu trả lời nó như thế nào đây. Thì cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Thưa quý vị, quả thật thì sư cũng chưa có tìm thấy ở trong kinh tạng và sư phân tích sơ về bốn cái này thì nó cũng y như Đại Đức Đại Tường nói thôi. Thứ nhất là nghiệp thì có định nghiệp, bất định nghiệp và vô hiệu nghiệp, chứ còn mình nói là nhân quả không thể thay đổi. Thì mình nói nó hơi thiếu, sai thì nó cũng không sai mà nó thiếu. Thì nó có 3 phần mà mình chỉ nói có một phần thôi, tức là mình chỉ nói cái định nghiệp thôi, thành ra nó thiếu. Giống như là một cái xe mà mình chỉ lấy có cái tay lái thôi, rồi còn không có phần còn lại thì chạy bằng cách nào? Rồi cái trí tuệ không cho được thì nếu hiểu theo cái hiểu của vị này thì cũng không có sai, tức là mình muốn có trí tuệ thì mình phải tự tu tập, chứ còn không có ai cho trí tuệ được. Tuy nhiên á, chúng ta lại quên một chuyện, đó là các cái hàng là Savaka, tức là hàng thinh văn, tức là nghe lời dạy của người khác mà chứng đắc. Thì có phải là từ cái việc là mình có được trí tuệ là nhờ việc lắng nghe lời dạy từ cái người khác hay không? Cho nên là cái này theo sư là nó vẫn thiếu. Đúng là cái chuyện tu là của mình, nhưng mà để có được cái nhân duyên đó mình cần được người khác dạy, chứ không phải là tự nhiên mà mình có được. Mình không phải là hàng Sambuddho ha. Rồi diệu pháp không thể diễn tả được, mà sư xin gói gọn nó trong cái diệu pháp ở đây là sự thực chứng nha. Chứ còn mà quý vị đưa ra cái bản thể chân thật của vũ trụ thì có thể nhiều người cái đầu của họ họ phóng ra nó rất là xa, cho nên ở đây sư nói thẳng vô cái vấn đề luôn ha. Tức là sự thực chứng, thứ nhất là sự thực chứng ở trong thiền, thứ hai là sự thực chứng ở trong chánh pháp, tức là trong đạo và quả đó, và cái thứ tư thì không có duyên thì không thể độ, thì cái này thì sư đồng ý. Và sư qua
cái câu hỏi tiếp theo.